chấn động, thầy Tử Vi bất ngờ tiết lộ sự thật. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch, tuổi Tân Dậu sinh 1981 thần tài ghé thăm. Nỗ lộc làm ăn trúng mánh, tiền bạc ùn ùn đổ về như nước lũ, số giàu phát tài đổi đời đại gia. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Dậu sinh 1981 thân mến, mới đây nhất, khi xem vận mệnh của tuổi Tân Dậu sinh 1981, các bậc thầy tử vi cho biết, từ nay tới Tết 2025 âm lịch, anh chị tuổi Tân Dậu sẽ đón nhận thiên mệnh đổi vận sang giàu. Chỉ cần bản mệnh làm ngay điều này là mọi khổ đau trong đời lập tức hóa thành phúc lộc, nốt phần đời còn lại tai qua nạn khỏi, hưởng phúc trời ban, an nhàn bên con cháu. Vậy, vận trình của người tuổi Tân Dậu sinh 1981 sẽ diễn biến ra sao từ nay tới Tết 2025 âm lịch này? Bản mệnh cần chuẩn bị điều gì và phải lưu ý điều gì? Tất cả sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi chia sẻ chi tiết ngay sau đây. Tuổi Tân Dậu sinh 1981 thuộc hành mộc trong ngũ hành với thiên can tân thuộc hành kim, tượng trưng cho sự tinh tế, sắc bén và sự kiên định trong tư duy, kết hợp với con giáp Dậu, biểu tượng của sự chăm chỉ, cẩn thận và tinh thần trách nhiệm cao. Người tuổi Tân Dậu mang trong mình một sự kết hợp hài hòa giữa sự kỷ luật sắc sảo và tinh thần tiên phong. Người tuổi Tân Dậu thường có tính cách mạnh mẽ, kỷ luật và đầy quyết tâm. Họ là những người luôn cẩn thận trong mọi việc, từ lời nói đến hành động, và luôn hướng tới sự hoàn thiện. Thiên can tân thuộc hành kim mang đến cho họ sự sắc sảo trong tư duy, khả năng phân tích vấn đề một cách logic và chi tiết. Con giáp tuổi Tân Dậu giúp họ trở nên chăm chỉ, có trách nhiệm và luôn nỗ lực để đạt được những mục tiêu đề ra. Người tuổi này thường có khả năng quản lý và tổ chức công việc một cách hiệu quả. Họ luôn lên kế hoạch cẩn thận trước khi hành động và không bao giờ làm việc một cách hời hợt. Sự kết hợp giữa hành kim và con giáp khiến họ trở thành những người có thể tin cậy, có khả năng hoàn thành công việc đúng thời hạn và đạt được kết quả cao. Tuy nhiên, người tuổi Tân Dậu cũng có thể gặp khó khăn trong việc thích ứng với sự thay đổi. Sự cân nhắc và đòi hỏi cao về sự hoàn hảo có thể khiến họ trở nên bảo thủ và khó chấp nhận những ý tưởng mới. Họ cần học cách linh hoạt hơn, mở lòng để đón nhận những thay đổi và thích ứng với các tình huống bất ngờ. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Tân Dậu nhận ra rằng, ngoài sự kỷ luật và chăm chỉ, cần phải có sự linh hoạt và khả năng thích ứng để vượt qua những thử thách. Họ hiểu rằng không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát mọi việc theo ý mình và đôi khi cần phải chấp nhận những điều không hoàn hảo để tiếp tục tiến lên. Họ học cách cân bằng dưới sự kỷ luật và sự linh hoạt, dưới sự cẩn thận và sự sáng tạo để có thể phát triển toàn diện hơn. Người tuổi Tân Dậu cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ là về việc đạt được thành công cá nhân, mà còn là về việc xây dựng những mối quan hệ chân thành và ý nghĩa. Họ học cách lắng nghe và chia sẻ với người khác. Không chỉ tập trung vào sự hoàn hảo trong công việc, mà còn chú trọng đến sự hài hòa trong cuộc sống cá nhân và gia đình. Họ hiểu rằng hạnh phúc thật sự đến từ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, giữa thành công và những giá trị tinh thần. Trong các mối quan hệ, người tuổi Tân Dậu luôn cố gắng duy trì sự chân thành và lòng trung thành, hoặc là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy. Họ luôn sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ với người khác. Họ biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững cần phải có sự hiểu biết, lòng khoan dung và khả năng cảm thông. Họ luôn nỗ lực để tạo ra một môi trường hòa hợp và yêu thương trong gia đình và xã hội. Người tuổi Tân Dậu với sự kết hợp giữa tính kỷ luật và sự sắc sảo là hình ảnh của một con người nghiêm túc và quyết tâm. Trên con đường nhân sinh, tuổi Tân Dậu không chỉ chăm chỉ và có trách nhiệm, mà còn biết cách duy trì sự cẩn thận và sắc bén trong mọi việc mình làm. Chính sự hòa quyện với sự tinh tế của thiên can tân và sự chăm chỉ của con giáp Dậu, nó làm nên sự khác biệt của người tuổi Tân Dậu, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công và hạnh phúc. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi từ nay tới Tết 2025 âm lịch của tuổi Tân Dậu sinh 1981. Theo tử vi, từ nay tới Tết 2025 âm lịch, đây sẽ là một khoảng thời gian đầy hy vọng cho bản mệnh tuổi Tân Dậu. Sau khi trải qua một năm 2023 không được thuận lợi, vận trình sẽ có những bước nhảy vọt đáng kể, mang lại nhiều may mắn và thành công. Công việc và kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tài chính cũng sẽ tăng trưởng liên tục. Tất cả những nỗ lực và công sức đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Trong lĩnh vực công việc,
Tân Dậu sẽ trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, và sự bình tĩnh cùng sự sáng suốt của bản mệnh sẽ giúp Tân Dậu nắm bắt mọi cơ hội, đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Những người đứng đầu cũng sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn, góp phần tạo nên những thành công mới cho tập thể. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch hứa hẹn là một khoảng thời gian thuận lợi về tài chính. Với sự phát triển của công việc, Tân Dậu sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh và buôn bán, cũng như tăng lương và thưởng. Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, sẽ có vị thế vững chắc trên thị trường và thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng. Mặt tình cảm có thể trải qua những biến động tích cực và tiêu cực để duy trì mối quan hệ lâu dài. Tân Dậu nên nghiêm túc và chân thành trong mối quan hệ, hãy cẩn thận với những lời ngọt ngào của người khác để tránh bị lừa gạt. Đối với những người đã có gia đình, hãy giữ khoảng cách đúng mực với người khác để tránh xung đột. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Tân Dậu sẽ được duy trì tốt. Thậm chí một số người còn có thể chữa khỏi những căn bệnh mãn tính từ lâu. Hãy duy trì chế độ sinh hoạt khoa học và rèn luyện thể chất để luôn khỏe mạnh. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Tân Dậu sinh 1981, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Dậu sinh 1981. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Dậu sinh 1981, trong tháng 9 âm lịch, tháng này sự nghiệp của tuổi Tân Dậu có dấu hiệu sa sút do chịu ảnh hưởng khá lớn từ tương hại cục, công việc gặp khá nhiều trở ngại. Mưu sự cũng khó được như ý, hiệu quả công việc sa sút, tiến độ chậm trễ, thậm chí nếu chủ quan, bạn còn có thể gây ra những sai sót rất khó vãn hồi. Điềm báo tử vi cho thấy, cạnh tranh trong tháng khá lớn, mâu thuẫn nội bộ gia tăng. Bản mệnh nên chú ý thái độ và cách hành xử để không vô tình đắc tội người không nên, nhất là chẳng may chiêu tới tiểu nhân, sẽ rất bất lợi cho bạn. Cho dù tài năng của con giáp này đã được khẳng định bấy lâu, nhưng trong tập thể vẫn có người tỏ ra không phục. Nhất là với những người đồng trang lứa hay làm cùng vị trí, đối phương thậm chí còn chẳng hề che giấu sự đố kỵ, ghen tị với giới tài năng và thành quả mà bạn đang sở hữu. Nếu tuổi Tân Dậu không biết cách thu phục lòng người, sẽ rất dễ bị những kẻ đó gây chuyện thị phi sau lưng nhằm triệt hạ uy tín. Đặc biệt là bản mệnh hãy luôn nhắc nhở bản thân làm việc một cách thận trọng và khôn khéo để tránh sụp bẫy kẻ xấu, tiền mất tật mang. Việc hợp tác tháng này có thể gặp trục trặc do đôi bên thiếu sự tin tưởng, nếu bình tĩnh xử lý vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Ngược lại, con giáp này càng nóng dội thì càng dễ hỏng việc. Tuy hung giận khá lớn nhưng bên cạnh đó, bạn cũng có nhiều các tinh âm thầm trợ mệnh, cơ hội để trở mệnh không phải không có, miễn là bạn bỏ ra nhiều công sức và sự nỗ lực lớn hơn. Tháng này, tuổi Tân Dậu có Thái Dương chiếu mệnh, nam mệnh có thể sẽ gặp may mắn hơn nữ mệnh về phương diện công việc. Tuy nhiên, để có thể tận dụng được vận may này, bạn cũng phải đánh đổi bằng sự bôn ba chứ không thể há miệng chờ sung. Vì vậy, công việc mà bản mệnh đang làm sẽ khó tránh khỏi gia dấp, cần phải xác định tâm lý ngay từ đầu, đừng lý tưởng quá mọi thứ, đến lúc lại thất vọng vì việc không như ý mình. Tháng này còn có nguyệt lệnh lâm đế dượng, vốn là một tín hiệu vô cùng đáng mừng, nhưng lại bị thương hại triệt tiêu gần như toàn bộ các vận. Thậm chí đế dượng xuất hiện ở thời điểm này còn dễ thôi thúc cái tôi cá nhân, dễ khiến con giáp này trở nên cao ngạo, kiêu căng, làm mất lòng người khác. Tuổi Tân Dậu cần phải chú ý kiềm chế tốt cảm xúc, tránh để tình cảm cá nhân xen vào việc chung kẻo công việc gặp trở ngại. Hãy tĩnh tâm hơn một chút để suy nghĩ lại mọi việc mình làm, chỉ có như vậy, bạn mới có thể kiểm soát cảm xúc của chính mình. Nhìn chung, đây là giai đoạn sẽ có nhiều yếu tố phụ trong cuộc sống, làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc của bạn. Hãy trang bị cho mình những giải pháp cứng cánh, giữ cho chính mình một tinh thần thép, một năng lượng tràn trề để vượt qua nhé. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Dậu sinh 1981, trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch này, rất tiếc tuổi Tân Dậu sẽ khó gặp may mắn về tài chính, bị thương hại cục và kiếp tài ảnh hưởng. Vận trình tài lộc của con giáp này chưa thể ổn định ngay được, tiền bạc cũng dễ bị thất thu, cần quản lý túi tiền của mình thật chặt, đồng thời đề phòng kẻ xấu lừa đảo. Ở thời điểm này, bạn nên tập trung vào làm tốt các công việc hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc, kẻo việc gì cũng không đạt kết quả như ý muốn.
Dần khí bất ổn nên không thích hợp để đầu tư quy mô lớn, hãy bắt đầu từ những hạng mục nhỏ. Nhờ vậy, bạn có thể hạn chế rủi ro xảy ra. Người kinh doanh buôn bán có thể sẽ bị cạnh tranh rất mạnh trong tháng, thậm chí có thời điểm hàng hóa ế ẩm, kéo doanh thu cả tháng sụt giảm. Đây không phải là thời điểm phù hợp để bản mệnh tung ra những sản phẩm mới. Thay vào đó, hãy tập trung phát triển và cải tiến chất lượng các sản phẩm hiện có. Điểm sáng tháng này của tuổi Tân Dậu nằm ở nguyệt lệnh đế dượng. Nhìn theo hướng tích cực thì con giáp này vẫn có thể gặp hung quá cát, hung khí sẽ giảm dần. Nếu có thiệt hại về tài chính thì chỉ là khoản nhỏ, không phải lo lắng thái quá, chỉ cần bạn tính toán cẩn thận và thông minh hơn một chút. Đặc biệt là cần có sự nhạy bén khi quan sát biến động của thị trường thì sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế, thu về lợi nhuận xứng đáng. Bản mệnh cũng nên học cách chi tiêu tài chính thông minh, khoản gì cần thiết nên tiêu dùng, nếu không quá cấp bách thì có thể trì hoãn để bảo toàn tài khí. Cũng không thể thiếu việc nghĩ cách để tăng thêm thu nhập bằng các công việc ngoài luồng khác. Có như vậy, tình hình tài chính của tuổi Tân Dậu mới thực sự ổn định lâu dài, chấm dứt tình trạng lúc lên lúc xuống vì phụ thuộc quá nhiều vào một nguồn thu nhập. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Tân Dậu sinh 1981, trong tháng 9 âm lịch. Bước sang tháng 9 âm lịch này có nguyệt lệnh lâm đế dượng lại thêm phúc tinh quá giải, nên cục diện tương hại hầu như ảnh hưởng rất nhỏ tới phương diện tình cảm của tuổi Tân Dậu. Vì thế tình cảm vợ chồng khá hài hòa, không xảy ra mâu thuẫn nào quá nghiêm trọng. Tuy không gặp sóng to gió lớn nào đe dọa tới mối quan hệ, cũng không xảy ra mâu thuẫn hay khắc khẩu nghiêm trọng, nhưng mọi thứ lại phát triển theo hướng bình bình, đôi khi gây ra sự nhàm chán, tẻ nhạt. Nếu tình trạng này kéo dài thì dù không có khúc mắc nào rõ ràng, thì tình cảm của hai bạn vẫn có thể đổ vỡ như thường. Đôi bên cần dành thời gian sẻ chia, chủ động hâm nóng và dụng dáng mối quan hệ, đừng phó mặc cho đối phương, còn mình chỉ biết nhận lấy. Người độc thân tháng này gặp nhiều may mắn hơn, nhờ đào hoa tinh thiên diêu chiếu mệnh, chỉ cần bạn khéo léo thể hiện mình thì duyên khác phái ngày càng dượng, dễ tìm được ý trung nhân. Nhưng nếu chỉ biết bị động ngồi chờ tình cảm tới mà không chịu hành động, e rằng mọi thứ sẽ chuyển theo hướng tiêu cực. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Dậu sinh 1981, trong tháng 9 âm lịch. Tháng này chịu tác động của hại thái tuế, sức khỏe của tuổi Tân Dậu giảm sút, sức đề kháng suy yếu một phần do tác động tiêu cực từ yếu tố thời tiết, môi trường sống, phần khác do mải mê suy nghĩ cho công việc. Cũng chỉ vì suy nghĩ quá nhiều nên chất lượng giấc ngủ và bữa ăn hàng ngày của con giáp này giảm sút đáng kể. Đôi khi tâm tính bản mệnh còn rất dễ vui buồn thất thường, ảnh hưởng xấu tới hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày. Trong tháng, bạn cũng cần để phong quả huyết quang, ra ngoài chú ý vấn đề an toàn giao thông. Tuổi Tân Dậu có thể cải thiện sức khỏe bắt đầu bằng việc cải thiện chế độ ăn uống và luyện tập thể thao hợp lý. Tốt hơn hết nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ để sớm chữa trị kịp thời. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Dậu sinh 1981. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Dậu sinh 1981, trong tháng 10 âm lịch. Tháng này sẽ là khoảng thời gian nhẹ nhàng và phát triển ổn định với tuổi Tân Dậu. Công việc vốn thế nào cứ thế ấy mà làm, dưới sự che chở của các tinh thiên ấn, mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió. Tháng này có thể sẽ là khoảng thời gian đầy tiềm năng và cơ hội đối với con giáp này, khi bạn bước vào giai đoạn hoàn thành các kế hoạch và mục tiêu mà mình đã đặt ra từ đầu năm, để vừa tạo ra một cái kết đẹp cho năm 2024 âm lịch và cũng là để tạo tiền đề cho năm mới 2025. Tuy nhiên, một số người có thể sẽ chọn giải pháp an toàn, không muốn tranh đấu quá nhiều trong khoảng thời gian này, chỉ muốn an phận làm xong việc của mình. Điều này cũng không có gì sai, tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Nhưng quá thụ động cũng sẽ gây bất lợi cho sự phát triển sự nghiệp của bạn, nên có sự cân nhắc cẩn thận. Tháng này vận quý nhân của tuổi Tân Dậu cũng khá dượng, nên khi cảm thấy khó khăn, bế tắc, bản mệnh đừng ngại ngần mở lời nhờ bạn bè, người thân giúp đỡ. Có người còn may mắn gặp được những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi trong những cuộc họp, hội thảo. Đó là cơ hội để bạn học hỏi và xây dựng mối quan hệ. Nhưng trước đó bạn phải nỗ lực hoàn thiện bản thân, vận may chỉ đến với những người có sự chuẩn bị sẵn sàng. Nếu bạn là người đang làm trong lĩnh vực biểu diễn, truyền thông, nghệ thuật, danh tiếng của bạn có thể tăng lên cao hơn trong tháng này. Điều này cũng sẽ giúp bản mệnh nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp cá nhân. Nhìn chung, để phát triển sự nghiệp,
tuổi Tân Dậu cần duy trì thái độ tích cực, lạc quan, dũng cảm đối mặt với thử thách, sẵn sàng đương đầu với nhiều tình huống khác nhau, đồng thời không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực. Ở thời điểm này, nếu bạn giữ thái độ làm việc hời hợt, lười biếng, sẽ hình thành nhiều ảo tưởng phi thực tế. Khi đó cho dù con giáp này có năng lực làm việc mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ chẳng có ích gì. Vì vậy, trọng tâm của tháng này là tuổi Tân Dậu cần điều chỉnh lại thái độ làm việc của mình để sự nghiệp có thể phát triển ổn định và đạt được những thành tựu lớn hơn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Dậu sinh 1981 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch này, tài vận của tuổi Tân Dậu khá ổn định, công việc thuận lợi, ít có sóng gió, nên đảm bảo cho bạn nguồn thu nhập đều đặn trong cuộc sống thường ngày. Bản mệnh có khoản ra khoản vào, nếu biết quản lý tài chính hợp lý thì bạn gần như không phải lo lắng gì về tiền bạc ở thời điểm hiện tại. Lưu ý tháng này có các tinh thiên ấn hỗ trợ, nhưng các tinh này không phải tài tinh, nên con giáp này cũng chớ vội vàng tính chuyện làm ăn lớn hay đầu tư một cách ồ ạt. Tháng này những người làm văn phòng sẽ có chiều hướng khả quan hơn trong tài vận. Với người làm kinh doanh, nếu có thể duy trì thái độ thận trọng, đồng thời kiểm soát rủi ro, bạn sẽ có được thu nhập kinh tế ổn định. Ngoài ra, việc lập kế hoạch tài chính hợp lý và tránh tiêu dùng mù quáng cũng là cách quan trọng để bạn duy trì vận may tài chính tốt trong giai đoạn này. Tuy nhiên, tình hình này với những người có tham vọng lớn thì bạn lại cho rằng mọi thứ đang dậm chân tại chỗ. Tuổi Tân Dậu sẽ có dự định tìm kiếm các nguồn đầu tư làm ăn mới để kiếm một khoản lớn cho dịp cuối năm. Dù vậy, bạn không nên quá mức sốt ruột với tình trạng này mà đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Tân Dậu sinh 1981 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch này, chuyện tình cảm của tuổi Tân Dậu có thăng cũng có cả trầm, nhiều thay đổi theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực. Dù thế nào đi nữa, con giáp này nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận mọi điều có thể xảy ra. Mối quan hệ vợ chồng có thể gặp một số khúc mắc dẫn tới rạn nứt, nhưng nếu hai người có thể duy trì sự giao tiếp và thấu hiểu lẫn nhau thì mọi thứ rồi sẽ qua nhanh và mối quan hệ tình cảm lại bền chặt như xưa. Người độc thân tháng này trở nên cực kỳ đào hoa, bạn nhận được sự quan tâm, chú ý của người khác giới. Thậm chí bạn có thể nhận được lời bày tỏ của người khác, tình cảm nảy nở nhanh chóng, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị và bất ngờ. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Dậu sinh 1981 trong tháng 10 âm lịch. Tháng này nguyệt lệnh lâm đất bệnh, cảnh báo tuổi Tân Dậu nên chú ý giữ gìn và rèn luyện sức khỏe thường xuyên để nâng cao thể chất, hạn chế bị bệnh tật ghé thăm. Những người vốn có sức đề kháng kém sẽ dễ gặp tình trạng bệnh vặt, nếu không chăm sóc bản thân cho tốt, rất có thể bệnh sẽ dai dẳng, ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và còn để lại mầm mống nguy hại cho cơ thể bạn. Bước sang tháng 10 âm lịch, thời tiết dần trở lạnh, tuổi Tân Dậu cần làm tốt công tác giữ ấm. Với thời tiết này, tuổi Tân Dậu rất dễ mắc các bệnh thương hàn như cảm lạnh, sốt. Tuy là những vấn đề nhỏ, nhưng việc các bệnh này xuất hiện thường xuyên vẫn sẽ mang đến rất nhiều bất tiện cho bạn và thậm chí gây ra tác động tiêu cực tới cuộc sống của bạn. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Dậu sinh 1981. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Dậu sinh 1981 trong tháng 11 âm lịch. Tháng này, tuổi Tân Dậu cần phải xác định tinh thần đối diện với nhiều khó khăn. Khúc mắc trong công việc có thể xuất hiện ngoài ý muốn, cục diện tương phá sẽ đem tới nhiều tác động tiêu cực cho vận trình của bạn. Bản mệnh cần phải cố gắng làm mọi việc dựa vào sức của mình là chính, chớ nên nghĩ đến việc dựa dẫm, phụ thuộc vào bất cứ ai. Bạn là người trong cuộc, bạn hiểu rõ nhất điều gì là cần thiết với mình, vì thế đừng lung lay quan điểm chỉ vì lời bàn ra tán vào của người ngoài. Một khi đã xác định được mục tiêu cho mình, bạn cần tin tưởng vào định hướng ấy. Nếu có ai đó cung cấp thêm cho bạn thông tin thì bạn cần phải kiểm chứng kỹ càng, chớ dội cả tin kẻo sập bẫy của kẻ xấu. Hãy nhớ rằng không có thành công nào từ trên trời rơi xuống, bạn phải bỏ công sức ra thì mới mong nhận lại thành quả. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, một số người thường trở nên nông nổi, thiếu kiên nhẫn hay bỏ dở công việc giữa chừng. Nếu cứ tiếp tục tác phong làm việc như vậy, con giáp này sẽ rất dễ làm xấu đi hình ảnh của mình trong mắt lãnh đạo. Hơn nữa, bạn sẽ gây ra nhiều rắc rối cho tập thể, mãi dậm chân tại chỗ và tạo cơ hội cho kẻ khác vượt qua. Tốt hơn hết,
Tuổi Tân Dậu cần lập kế hoạch làm việc rõ ràng và thực hiện theo một cách nghiêm túc. Khi cảm thấy mệt mỏi, bạn có thể nghỉ ngơi một chút, xong đừng dừng lại. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Dậu sinh 1981, trong tháng 11 âm lịch. Vận trình tài lộc của tuổi Tân Dậu trong tháng 11 âm lịch này đang đứng trước nhiều nguy cơ do cục diện tương phá đem lại. Có lẽ ở thời điểm hiện tại, bạn không nên mong mình kiếm được bộn tiền. Ngược lại, chỉ cần bạn đưa ra những quyết định sáng suốt, không gây hao tài tốn của là đã may mắn rồi. Con giáp này cần hết sức cẩn thận với những lời mời gọi đầu tư, hợp tác, đặc biệt là với những người bạn không hiểu rõ. Thậm chí nếu có ý định hợp tác với bạn bè, người thân, thì bản mệnh cũng cần cân nhắc thật kỹ, đừng đẩy mình rơi vào hoàn cảnh vừa mất tiền vừa mất mối quan hệ. Đối thủ cũng thường tìm cách cạnh tranh không lành mạnh, gây phiền phức cho công việc kiếm tiền của bạn. Bạn cần giữ vững nguyên tắc làm việc của mình, giữ chữ tín với khách hàng. Đôi lúc có thể chịu thiệt một chút, nhưng không ảnh hưởng tới danh dự của mình thì nên chấp nhận. Dù có muốn kiếm tiền nhanh đi nữa thì cũng đừng nghĩ tới việc dựa dẫm hoặc chiếm đoạt tài sản của người khác. Làm việc gì bạn cũng hãy dựa vào sức lao động của chính mình, như vậy thì tinh thần mới nhẹ nhõm, không bị cắn rứt lương tâm. Ngoài ra, tháng này bạn cũng sẽ phải chi tiêu khá nhiều cho các hoạt động mua bán, sắm sửa. Tốt nhất hãy lựa chọn những món đồ phù hợp với túi tiền của mình, chớ nên chạy theo xu thế của thị trường, đẩy bản thân vào cảnh cháy túi. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Tân Dậu sinh 1981, trong tháng 11 âm lịch. Có thể thấy rằng, đường tình duyên chính là điểm sáng nổi bật nhất trong vận trình của tuổi Tân Dậu tháng này. Các tinh mộc dục và thái âm đem lại nhiều mối nhân duyên tốt lành, giúp bạn được đắm chìm trong hạnh phúc. Người còn độc thân đã có cái nhìn tích cực hơn về chuyện tình cảm. Bạn sẵn sàng mở lòng mình để kết nối với mọi người xung quanh. Nếu được bạn bè, người thân giới thiệu cho người quen, bạn cũng chẳng còn giữ thái độ tiêu cực phản đối như trước nữa. Hơn nữa, bản mệnh cũng đã biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình. Vì thế mà bạn trở nên khác biệt hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Thậm chí một vài người còn gây được ấn tượng sâu sắc với người khác ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Với người đã lập gia đình, con giáp này và người ấy có thể sắp xếp thời gian để ở bên nhau nhiều hơn. Dù chỉ là những bữa ăn đơn giản, những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày cũng sẽ có tác động gắn kết mối quan hệ đôi bên. Áp lực công việc trong tháng 11 âm lịch này khá lớn, bạn cũng hãy chia sẻ và tâm sự với người ấy nhiều hơn để đỡ căng thẳng. Stress, bạn không phải chịu đựng mọi khó khăn một mình, bởi gia đình luôn là hậu thuẫn vững chắc nhất của bạn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Dậu sinh 1981, trong tháng 11 âm lịch. Tháng này, tình trạng sức khỏe của tuổi Tân Dậu khá ổn định. Bạn biết quan tâm đến sức khỏe của mình hơn nên không còn cố gắng quá sức. Cuộc sống cũng có nếp sinh hoạt điều độ, khoa học. Tháng này, có thể bạn sẽ tham gia vào khá nhiều buổi tiệc tùng, gặp gỡ bè bạn. Hãy nhắc nhở mình ăn uống khoa học, chớ ăn nhiều đồ cay nóng hoặc dầu mỡ, sẽ có hại cho cơ thể trong các hoạt động thể dục thể thao. Con giáp này cũng cần biết lượng sức mình, không nên cố gắng quá sức kẻo tác dụng ngược. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Dậu sinh 1981. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Dậu sinh 1981, trong tháng 12 âm lịch. Tháng này khuyên tuổi Tân Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đối diện với khó khăn. Nhưng bạn cũng sẽ gặt hái được không ít thành công nếu như bản mệnh chịu cố gắng không ngừng, bởi công lao của bạn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Cục diện tam hợp chỉ ra rằng, con giáp này luôn chăm chỉ nghiêm túc trong công việc, vì thế mà mọi nhiệm vụ bạn được giao đều sẽ đạt được những thành tích khá tốt. Hơn nữa, bạn còn là người có tầm nhìn xa trông rộng, có thể hướng dẫn, lãnh đạo mọi người xung quanh và nêu lên những ý kiến đúng đắn, đóng góp cho sự phát triển của tập thể. Những thành tích cao mà tuổi Tân Dậu gặt hái được là hoàn toàn xứng đáng. Một số người có thể được cấp trên cất nhắc lên vị trí quan trọng hơn. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng, những thành công mà bạn đạt được có thể biến bạn thành cái gai trong mắt của kẻ tiểu nhân, ngũ quỷ cho thấy kẻ xấu luôn rình rập, tìm cơ hội cướp mất công lao hoặc hạ bệ danh tiếng của con giáp này. Vì vậy mà làm việc gì, bạn cũng cần hết sức cẩn thận, đặc biệt là trong cách nói năng, hành xử. Khi đối diện với một vài khó khăn trong công việc, do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tuyệt, bạn cảm thấy bối rối, lo lắng khi nghĩ rằng công việc của mình còn đang bấp bênh, chưa vững chắc được như người khác. Hãy dành thời gian để cân nhắc về hướng đi của mình,
Nếu đã chắc chắn thì hãy cố gắng đến cùng, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Còn nếu chưa chắc chắn thì đừng ngại hỏi ý kiến của những người đi trước. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Dậu sinh 1981, trong tháng 12 âm lịch. Nhìn chung, phương diện tài lộc của tuổi Tân Dậu trong tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch này khá ổn định. Dù bạn không có cơ hội phát tài, phát lộc lớn, nhưng cũng không phải chi tiêu quá nhiều. Tam hợp cho thấy, dù làm việc trong lĩnh vực gì đi nữa, bản mệnh hãy tập trung và nghiêm túc với nhiệm vụ, bạn ắt gặt hái được thành công và nhận được những khoản tiền thưởng nóng, lời lãi hậu hĩnh. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải chú ý đến tác động của kẻ tiểu nhân trong thời điểm này. Đối thủ có thể có những động thái cạnh tranh khá gay gắt để giành giật khách hàng. Điều bạn cần làm là giữ vững định hướng phát huy thế mạnh của mình. Khi con giáp này đã có trong tay lượng khách hàng trung thành rồi thì không cần quá lo lắng. Nguyệt lệnh Lâm Tuyệt cũng khuyên bạn không nên vội vàng bắt tay vào những lĩnh vực mới trong thời điểm cuối năm gấp rút như thế này. Tốt nhất hãy dành thêm thời gian để tìm hiểu và chứng thực thông tin, đồng thời chuẩn bị đủ tiềm lực cho mình để sang năm mới bắt tay vào thực hiện sẽ suôn sẻ hơn. Tuổi Tân Dậu cũng không nên quá sốt sắng nếu như bạn chưa thể gặt hái được thành quả gì lớn trong năm này. Những bài học mà bạn học được trong suốt một năm mới là tài sản quý giá nhất, giúp bạn có thể kinh nghiệm và bản lĩnh để vững vàng hơn trong tương lai. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Tân Dậu sinh 1981, trong tháng 12 âm lịch. Có thể nói rằng, phương diện tình duyên chính là điểm sáng nhất trong vận trình của tuổi Tân Dậu trong tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch này. Bạn được tận hưởng niềm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dưới tác động của cục diện tam hợp cũng như ngũ hành tương sinh, người độc thân đã cởi mở hơn khi trò chuyện, tiếp xúc với người khác giới. Bạn cũng tự tin thể hiện các ưu điểm của mình nên khiến nhiều người ấn tượng. Dù đã từng phải chịu tổn thương trong quá khứ, thì lúc này bản mệnh cũng đã vượt qua và sẵn sàng cho những người chân thành với mình cơ hội trò chuyện, tiếp xúc. Bạn nhận ra trên đời này vẫn còn nhiều người xứng đáng để mình trao gửi trái tim. Với người đã lập gia đình, hai người đã biết bao dung hơn cho những khuyết điểm của nhau. Đồng thời cả hai cũng sẵn sàng thay đổi để hòa hợp với đối phương. Quan hệ đôi bên ngày một gắn kết, không ai có thể chen chân vào được. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Dậu sinh 1981, trong tháng 12 âm lịch. Sức khỏe của tuổi Tân Dậu trong tháng 12 âm lịch này nhìn chung vẫn tương đối ổn định. Dù bạn phải làm việc khá vất vả, con giáp này luôn tìm cách cân bằng cuộc sống và công việc. Dù có bận rộn đến mấy, bạn không quên cho bản thân mình nghỉ ngơi đúng lúc. Khi cơ thể khỏe mạnh thì bản mệnh mới có thể tỉnh táo giải quyết những nhiệm vụ hàng ngày. Tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch này, tuổi Tân Dậu sẽ phải tham gia khá nhiều các hoạt động tổng kết, giao lưu. Vì thế, bạn hãy hạn chế ăn đồ dầu mỡ, hạn chế uống rượu bia. Nếu đầu óc không tỉnh táo thì không nên điều khiển phương tiện giao thông để tránh quả huyết quang. Trên đây là tử vi của tuổi Tân Dậu sinh 1981. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.